Cách đây vài thập kỷ, Pele là cái tên sáng nhất trên bầu trời của các fan hâm mộ môn thể thao vua. Thế nhưng giờ đây khi mà đã 74 tuổi, huyền thoại bóng đá một thời của Brazil đã luôn phải chống chọi với bệnh tật. Mới đây ông đã phải nhập viện ở São Paulo để điều trị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Ông Pele vừa mới được ra viện hôm 13 tháng 11 vừa qua sau khi phẫu thuật loại bỏ sỏi thận. Tuy nhiên hôm qua, một lần nữa ông lại phải nhờ tới các bác sĩ của bệnh viện Albert Einstein sau khi có những triệu chứng lâm sàng bất ổn. Người phát ngôn của bệnh viện không cung cấp các thông tin chi tiết và chỉ nhấn mạnh rằng Pele không cần điều trị ở khu vực chăm sóc đặc biệt. Được biết, trong những năm gần đây, ông Pele, từng là ngôi sao nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới này, đã liên tục gặp phải các vấn đề sức khỏe, ví dụ như phải phẫu thuật mắt do bong võng mạc và thay khớp hông.